1800 phối hợp cùng Hiệp hội AJAP nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích mang tầm quốc tế trong lĩnh vực ngành nghề thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp. Thí sinh tham gia sẽ được giao lưu kết nối và học hỏi cùng các chuyên gia quốc tế đầu ngành, bên cạnh được hỗ trợ nhiều quyền lợi. Chúng tôi tin rằng mỗi thí sinh tham dự cuộc thi ngày hôm nay sẽ gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi, cũng như ghi lại những kỷ niệm, những dấu ấn cho hành trình mang lại sắc đẹp cho đời. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, đặc biệt là thương hiệu Lamada đã tài trợ những chiếc đầm nhà hồi sang trọng, góp phần thành công cho các thí sinh ngày hôm nay. Sau cuộc thi, chúng tôi tin rằng mỗi thí sinh tham dự cuộc thi ngày hôm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, cũng như ghi lại những kỷ niệm, những dấu ấn trong ngành hành trình mang lại sắc đẹp cho đời. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn sâu sắc và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn. Vâng, tôi xin cảm ơn những lời chia sẻ.